Hôm nay sẽ dẫn chị Xanh đi tham quan vườn Nhật Bản. Xanh ha, tham quan vườn Nhật Bản ha, origami. Xanh ơi, chị Xanh đi tham quan vườn Nhật Bản nha. Yeah. Đây là cánh cổng Nhật Bản. Xanh thấy lồng đèn hả? Đây khu vực hồ bơi. Ở đây cũng là những cái biểu tượng rất là quen cái kiểu Nhật Bản. Dạ. Yeah. Như bù lại sân chơi không có nhiều, sân chơi sẽ ít lại vì do nó làm trang trí nhiều á. Dạ. Yeah. Cho nên đây là khu S6. Khu S6 này. Ồ, tới S606 luôn á. Là tới 50 tòa lận. Khu này là khu origami. Đây xanh đi tham quan ha, khu mới ha. Khu vườn Nhật Bản ha. Bên kia có hồ cá coi rồi nữa. Đảo quá nghe. Ồ, tắm hồ bơi kìa. Đảo quá ha. Giờ đây sẽ có nó xây hai cái hồ bự lắm, nuôi cá coi. Biết sao biết cá không ha. Rồi mình sẽ đi tham quan. Mình sẽ đi tham quan hồ cá coi cho xem nha. Đây, hai cái điểm nhấn á. Điểm nhấn là hai cái hồ này. Dạ. Yeah. Đây là mấy cái hồ cá coi và mấy cái cây bonsai theo kiểu Nhật Bản. Đúng rồi gì? Cho là cư dân tất cả mà. Ồ, hôm nay có hội nghị gì vậy? Chắc bàn giao nhà thôi. Ồ, cá coi xanh ơi. Cá gì xanh ơi. Đây một cái cầu đậm chất Nhật Bản. Nó cá xanh ơi. Cá không xanh, xanh thấy cá không? Ồ, cá đó, cá coi con. Cá bơi xanh. Cá đâu chị ba ơi? À, xanh chị ba ơi, cá đâu? Gặp cái lá, còn văng xuống là cái chú đó phải vớt lá lên đó nha. Cái chú đang vớt cặn, vớt rác của cái hồ nước kìa. Cá của em. Dạ, không nuôi nhiều, mấy con cá này mắc lắm á. Cái con nào mà cái văn đẹp á là càng mắc. Tôi nghĩ là người ta sẽ nuôi thử trước chứ nó quen nước không có người sau đó mới nuôi nhiều. Lấy cá này cá nước ngọt gì? Thấy nước làm như mặn. Cá nước ngọt. Trong quá thấy giống như nước mặn. Đây là hồ cá coi. Lát nữa sẽ cho chị Xanh qua bên khu chơi ha. Đây người ta còn đang bàn giao nhà vậy, bởi vì thấy sale rất nhiều. Chứ ta ở cũng chưa có nhiều lắm. Hồi bên đây, hồ bên đây rộng hơn chứ Xanh ơi. Ồ, hồ bên đây rộng hơn nè. Hồ quá rộng ơi, hôm nay có hội nghị giới thiệu khu. Ồ, đây người ta làm một cái thác nước đây Xanh. Mình thấy thác không? Ồ, thác nước xanh nè, đã không? Người ta làm một cái hồ, cái coi nuôi rất là đẹp.
Lát nữa ba cho Sinh vui đi chơi nha. Lát nữa ba cho Sinh vui đó chơi nha. Nha. Dạy con. Rồi ba cho Sinh vô khu chơi chơi nha. Ôi. Ôi, đu được cái đó không kìa, giữ Sinh ơi. Rồi anh đu kìa Sinh. Vì trên này là khu vui chơi của em bé. Rồi ba chơi Sinh vô đây chơi nha. Yeah. Ôi ôi, tự đi chơi luôn. Ôi ôi, xanh phái đó rồi. Đây là khu vui chơi mới ở bên phân khu Nhật Bản Origami. Để xanh khoái chỗ này rồi. Vừa bỏ vô thấy cái vòng vòng tròn xoay xoay là ấy, chạy lên liền. Ồ, cái đó xe xe đảo quá xe xanh. Hả? Thôi, bước một bậc hai cân, bước một bậc thôi. Bước xe hai bậc như vậy. Ôi, Sinh quay cái đảo tao nè thôi. Chu 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 chu. Đã không? Ấm hả? Rồi, bà ấm ha. Rồi mình lại chỗ này chơi ha. Rồi cứ lấy ở chơi đi. Có mấy cây kia kìa. Không thèm nghe luôn. Tao thấy cái này mới là gì. Đó. Hả? Đó nè. Ôi ôi. Nhiều chỗ chơi quá ta ơi. Ê, kìa, Sinh ơi, Sinh à. Ê, Sinh ơi, leo núi nữa con. Ồ, đã quá. Đảo. Ồ. Đó, Sinh thấy chỗ đu dây chưa? Ồ, thấy hút đâu? Hả? Rồi Sinh lấy đây ngồi chơi nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xanh khoái cho này ơi, xanh khoái cho đu dây này. Xanh khoái cho đó hả? Xanh nhỏ chưa chơi được cho này ha, mình coi mấy anh chơi thôi ha. Rồi, rồi, rồi. Xanh đi cầu tục nữa không? Đi được nữa ha. Đã quá tơi. Xem đi cầu tục luôn. Rồi xin, xin chú ơi cho con hà mã đi. Nữa hả? Đi đi cầu tục nữa ha. Đi cầu tục nữa ha. Được chưa? Đã quá tơi. Đi đi cô tục nữa không? Đi đi. À xin tự tục cần tục nó đi. Thấy bạn. Ôi, thấy bạn hả? Thì dừng té con bước xuống bước xuống. Ôi. Lo nhìn. Lượm cái lá cây nãy nhỉ.